Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Thì video hôm nay là chắc là một video rất là nhiều đề tài mà khá là lâu mà Vũ vẫn chưa làm cho các bạn. Để một video so sánh nó ở góc độ trực quan cũng như là chia sẻ cũng như phân tích cái ưu điểm và các nhược điểm của ba dòng column hiện nay phải nói là đình đám nhất. Thứ nhất là Bow L1 Series, hai là LD Maui và ba là Electrovoid EV 30M. Thì ba phân khúc Vũ đang để trước mặt các bạn đây là ba dòng series hot nhất cùng phân khúc cũng như là cùng với tương tầm với công suất giống nhau. Còn đối với series đầu cao hơn thì nó sẽ có là Bow L1 Pro 16, Maui 28G3 và Electrovoid 50M. Và đặc biệt với 50M và 30M thì các bạn sẽ có hai phiên bản là phiên bản có mixer và phiên bản không có mixer, mà nó chỉ áp dụng cho cái LD 50 thôi nha các bạn ha. Còn 30 là hầu như tất cả đều phải có mixer nha các bạn ha. Rồi ok, thì trước mặt các bạn đây là ba dòng column mà được hot nhất cũng như là được Thiên Vũ làm rất là nhiều cũng như là đã chia sẻ quay những cái nội dung video từ cái lắp đặt, từ cái công nghệ. Và hiện bây giờ là Vũ vẫn còn nợ khách hàng cái việc là mở ruột con này, thì hẹn các bạn ở video lần sau. Và cái video lần này thì Vũ sẽ tập trung phân tích chia sẻ những cái ưu điểm, những cái nhược điểm cho các bạn cũng như là những khách hàng follow kênh trước khi mà chúng ta mua thì chúng ta sẽ hiểu cái tính chất của nó, cái ưu điểm, nhược điểm của nó, và chúng ta sẽ đánh giá cái sản phẩm, ba sản phẩm, và chúng ta xem lại cái nhu cầu. Thì cái nhu cầu nào mà phù hợp với các bạn nhất thì chúng ta sẽ ưu tiên, chúng ta lựa chọn cái sản phẩm mà nó tương thích với các bạn nha. Thì tất cả ba sản phẩm này đều hay nha các bạn ha. Nhưng mà mỗi cái chất và những cái ưu điểm của nó sẽ hay riêng và nó sẽ phù hợp cho từng khách hàng. Ok, thì đầu tiên thì Vũ sẽ nói về cái Vũ sẽ chia các bạn một nội dung cho khách hàng có thể dễ hình dung nhất có thể, là nói về cái âm bay. Bây giờ mình nói về cái âm bay, mình sẽ đánh giá ba giải cụ thể cái ưu điểm cho các bạn ha. Thì đối với cái âm bay, âm mid và âm high, thì đầu tiên Vũ sẽ chia sẻ về các bạn âm bay thì cái con nào hay nhất. Ok, nếu mà nói về cái âm bay mà đánh mềm, đánh sâu, đánh dài hơi, thì trong ba con này thì Bow L1 Pro 8 là cái con đánh tốt nhất, đánh dải trầm sâu nhất và dài hơi nhất đó các bạn ha. Rồi cái thứ hai là con LD Maui 11G3 đó. Thì đối với những cái series khác thì các bạn thấy coi là LD là 11 và LD 28, còn Bow là 18 và 16 các bạn ha. Các bạn có thể tự đánh giá cái phân khúc cao hơn. Vũ chỉ tập trung vào cái chất âm cũng như là sở trường của từng brand các bạn ha. Rồi, đối với con LD thì nó có phần đánh trọng tâm vào cái lực kích nhiều hơn, và với cái thiết kế của nó là thùng gỗ nên cái sức cộng hưởng cũng như là độ dày của gỗ nó tạo ra cái độ sâu của cái vỏ thùng này, nó giúp cho cái LD có vừa được mang tính chất là căng, và nó là bách kép nha các bạn ha, căng và nó vẫn giữ được độ mềm. Nhưng mà nói về mềm á thì nó sẽ không mềm bằng con Bow đâu các bạn ha, mình rất là rõ ràng nha. Và cái thứ hai và đến cái bát thứ ba là thứ hạng thứ ba là Electrovoid 30M đó. Thì với Electrovoid 30M dù là nó vẫn là thùng nhựa, xin lỗi với các bạn, dù nó vẫn là thùng gỗ, nhưng với cái kích thước cũng như là với cái diện tích, cái tích diện của vỏ thùng nó hơi hạn hẹp, cũng như là phần vỏ, cũng như là driver chỉ có một driver, cũng như là cái chiều cao của súp, thì đâm ra là cái con Electrovoid thì nó sẽ có một tiếng bass rất là cứng. Cứng ở đây không phải là nó dở các bạn, cứng ở đây nó nôm na các bạn thôi, là nó sẽ ra một tiếng bass chắc và nó rất là gọn và nó hạn chế các độ rền. Thì như vậy á, là khi mà các bạn ở những cái không gian hoặc là các bạn chơi những cái nhạc cụ, đặc biệt là những con EV30M này, những nhạc công họ rất là thích chơi, tại vì nó ở góc độ nó chuyên môn cao, thì nó đánh cái pedal hay nó đánh guitar bạc thì mọi thứ nó rất là gọn gàng, nó không có những cái tạp âm ù hoặc rền, thì đâm ra nên và cái tiết tấu nó cũng rất là tốt. Nên cái việc mà những anh chị mà chơi nhạc cụ hay là những người tự chơi mà chơi live á, thì cái Electrovoid vẫn là bản chơi live tốt nhất các bạn ha. Còn rồi, ok, như vậy là Vũ đã chia sẻ cho các bạn và tổng kết lại cái về âm bay của ba series này. Bow đứng thứ nhất, sâu và mềm. Thứ hai là LD System thì nó có được độ sâu và nó có một độ cứng nhất định, và đối với lại Electrovoid 30M chắc và gọn. Đấy. Thì đấy, Vũ đã chia bạn về ba phần bass. Rồi nói về giải mid thì hiện tại là sẽ có LD System là sẽ đứng thứ nhất, tại vì giải mid là do thứ nhất là tại sao nó lại tốt hơn, là thứ nhất là vì driver,
với cái driver của LD System là 3,5 inch. Với cái số lượng driver cũng như cái phần thiết kế, hầu như nó là full nhôm các bạn, full nhôm và gân là gân vải, nên driver nhiều và trep riêng. Đâm ra như vậy là khi mà dựa vào cái việc mà driver to cũng như là cái phần họng cũng như là vật liệu phía sau, thì cái LD có cái tái tạo cái phần mid cũng như là cái mid low tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Đó là nếu mà Vũ nói ở góc độ là khi mà chúng ta karaoke nha các bạn ha. Còn nếu mà hát mà kiểu mà chuyên nghiệp tí xíu hay là bán chuyên nghiệp tí xíu thì Vũ á, ở góc độ Vũ sẽ vẫn thích cái tiếng mid của Electro Void hơn. Nhưng mà nếu mà xét về karaoke thì tiếng mid của LD System nó sẽ nghe nó dễ hát và nó dày âm hơn và nó mượt mà hơn. Đó, và đứng thứ hai là củ mid của Electro Void. Electro Void thì nó cũng giống như vậy, gân vải và nó được là như là Vũ có nhớ quên như là 6 driver. Vũ nhớ là như vậy. Thì 6 driver nhưng mà do một phần là driver nó nhỏ hơn một tí xíu các bạn ha. Còn cái phần vỏ phía ngoài nó là vỏ nhựa. Đó, Vũ gõ nè, cameraman có thể cho đại Vũ sẽ nghe. À, Vũ có đang ghi âm nè, Vũ sẽ cho các bạn nghe cái tiếng nha. Ok. Các bạn chờ Vũ tí xíu, Vũ sẽ lấy cái gì đó. Đây, Vũ sẽ lấy một cái gì đó gõ nha. Các bạn không? Đây nhựa nha. Đó, đây các bạn thấy là sẽ nhựa đúng không? Nhưng mà nhựa đây. Đó. Còn đây là bô là một, nhưng mà ông nhựa này là phía sau là nhôm các bạn nha. Đó, ông này là nhôm các bạn. Đó. Đó, còn thanh này là nhựa các bạn. Đó, ok. Rồi, bây giờ Vũ sẽ nói là các bạn thì đối với dãy mid thì đứng thứ hai sẽ là Electro Void 30A. Nhưng nếu các bạn chơi live band, các bạn chơi một mà nghe nhạc ở cái góc độ là người chơi tinh tế, không phải là chơi gia đình mà chơi đòi hỏi cái sự tinh tế của band nhạc cụ hoặc là luyện hát luyện hơi thì Electro Void mình vẫn thích hơn. Nhưng mà karaoke thì tiếng mid và mid low của LD nó sẽ rất ok, nên mình đang bán về karaoke nhiều hơn thì Vũ sẽ tập trung vào cái khoản karaoke cho các bạn ha. Rồi cái phần thứ ba là giải mid thì Bo là sẽ người đứng cuối cùng. Tại vì thứ nhất là về Bo, về driver, lợi thế của Bo so với các con này là tất cả hai con này là đều góc phủ là 100 cho đến 120 độ về phủ ngang. Nhưng riêng với Bo, lợi thế của Bo là nó sẽ được là 180 độ. Nhưng với cái công nghệ 180 độ này, thật ra nó là một cái cơ chế ăn gian các bạn ha. Cơ chế ăn gian là sao? Cơ chế ăn gian là driver nó sẽ được định hướng. Như vậy nếu cùng với một hướng thẳng đi thì về cái driver lo, ví dụ con này nó đang là 8 driver đó. Và khi Bo ăn gian là bẻ gốc, mỗi driver nó bẻ đâu đó khoảng tầm bao nhiêu độ nha, khoảng đâu đó 45 độ. Như vậy là nó đã ăn gian được rồi, thì nên gốc phủ nó sẽ được là 85, nó sẽ được 180 độ. Là khi mà chúng ta đứng ngang thế này, thật ra như vậy thì chúng ta chỉ nghe được có 4 driver trên cái loa. Còn nếu mà đối với LD thì gốc phủ nó rộng hơn, gốc phủ nó hơi nhỏ, nhưng mà cái cường độ FBL như là cái dải âm mà mình nghe là mình nghe đủ tất cả 8 driver. Đó, nếu mà so với cái FBL hay so với decibel mọi thứ mà nghe diện tích diện thì đương nhiên là mấy con mà nhiều driver hơn nó sẽ vẫn lực hơn. Còn ở đây nhưng mà ở góc phủ thì Bone họ rất là hay cái chỗ là họ tối ưu lại cái chỗ đó, để mở ra một cái góc phủ là tới 180 độ thì nó cũng rất là hay. Nhưng mà nó cũng sẽ có một cái ưu và có nhược, đó là cái cách mà mỗi hãng có một hướng đi khác nhau, chứ nó không phải gì dở cho các bạn ha. Hoặc là nó không phải là nó hay, nhưng mà ở đây là Vũ ở góc độ suy nghĩ đánh giá nó trực quan nhất thì cái idea này rất là hay. Nhưng mà thực tế khi mà sử dụng thì nó sẽ bị một số điểm yếu, nhưng mà cái đó là nếu mà nó vẫn hay, vẫn chấp nhận được thì các bạn vẫn cứ chọn nó nha các bạn ha. Đó, còn ở đây họ là đi thẳng hàng, LD thẳng hàng, còn Electro Void họ cũng đi thẳng hàng. Như vậy thì nếu mà trực diện hoặc là ở trong phạm vi mà góc phủ 120 độ thì các bạn sẽ rất là lợi hơn rất là nhiều. Đó, ok. Như vậy chốt lại về cái giải âm mid, Vũ sẽ cho LD đứng thứ nhất và Electro Void là đứng thứ hai và Bo là đứng thứ ba. Tại vì biết bạn biết tại sao không? Và Vũ trước khi mà Vũ chuyển lên cái giải Jeff thì Vũ sẽ chia sẻ bạn thêm về cái hướng tại sao Vũ có những cái đánh giá như vậy, và nghe thực tế là một vấn đề. Và cái thứ hai nữa là về cái vật liệu mà họ dùng. Đối với Bo các bạn thấy là Bo họ sử dụng giống như là một cái màn cao su rồi các bạn. Đó, còn tất cả mấy đây là đều dùng những màn vải các bạn. Ở dưới cái bass này cũng vậy nè. Bass ở cái con Bo á là nó đang sử dụng màn gân cao su nè. Rồi con LD là màn vải nè. Con này cũng màn vải nè. Cái sự khác nhau giữa cái màn vải và cái màn màn cao su á, thường thường cao su họ sẽ làm bằng cái
làm đánh vào lô, đánh vào những dãy tầng sâu thì nó cái lực cũng như là cái hành trình đó các bạn thì nó sẽ rất là sâu. Còn đối với vải á, hành trình nó ngắn, nó giống như một cái bộ phuộc của chúng ta vậy á, thì cái bộ phuộc đó kiểu là nó chưa hết hành trình, nó phải nhịp thêm hành trình mới. Nếu mà gân cao su mà áp dụng lên như vậy á, thì khi mà những cái dãy mid và dãy shape của chúng ta hành trình nó chưa hết thì nó lại ra một tín hiệu mới, và hành trình nó kiểu là nó chưa về được cái điểm bắt đầu và lại tiếp tục ra như vậy thì nó sẽ không còn tròn trịa cái tiếng mid, ví dụ những cái dãy cao. Đó là những cái sự khác nhau mà Vũ chia sẻ thêm cho các bạn, các bạn có thể nắm. Nên cái việc mà gân cao su không phải là gân cao su dở hoặc là gân vải nó dở, mà là mỗi cái gân như vậy nó sẽ có phụ trách mà đáp ứng một cái nhiệm vụ cụ thể nào đó, chính xác một cái dải âm nào đó, nó sẽ rất là tốt, có thể ứng dụng. Ví dụ nếu cái con loa này mà mình đưa, ví dụ như Vũ ví dụ nha, nếu mà sửa giữa cái con loa này vỏ bằng nhựa mà còn sử dụng cái gân màng vải nữa thì chắc chắn bô nó sẽ không tạo ra được tiếng bass sâu như thế này đâu các bạn. Đó, và bô họ còn thông minh hơn một cái nữa là nó cái tiếng bass để nó tối ưu được cái kích thước của cái sub, họ tối ưu về hình dáng là nó là một cái củ bass hình oval. Còn đối với LD với cao độ cũng như vậy, và nhưng mà họ đánh bằng hai củ bass đó, nó chia ra, nói chung là mỗi hãng sẽ có một cách đó. Rồi ok, mình sẽ quay lại cái dải trap các bạn ha. Thì nói về cái dải trap thì Vũ sẽ đánh giá thế này, thì cho nó công tâm nhất là thì dải trap hiện tại mà chi tiết mà đánh tơi, đánh hay, đánh nhuyễn nhất thì Vũ sẽ cho con Electrovoy là đứng thứ nhất. Tại vì sao bạn? Tại vì thật ra tiếng chép của Electrovoy nó đánh rất là tơi, rất là bén, rất là sang. Rồi đứng thứ hai á, nếu mà nói về mặt karaoke á thì con LD System nó sẽ nhỉnh hơn so với con Vô. Nhưng mà cái LD cái tiếng chép nó rất là hỗn các bạn, nó rất là hỗn, nó rất là cao. Nó rất là bén, rất là cao. Nhưng mà nếu mà nghe một tiếng chép hay á và hài hòa, trung tính á thì cái combo nó sẽ có tiếng chép hài hòa và trung tính. Nhưng nếu mà đánh ở band, đánh nhồi á thì con LD nó sẽ đánh tiếng chép rất là tơi nhưng mà sáng. Nhưng mà thật ra nếu mà chúng ta có mixer chúng ta phải hãm lại. Còn nếu mà nghe tiếng chép mà mặc định thì con chép của LD nó sẽ hơi cao, cao hơn mức bình thường các bạn ha. Thì nếu về nói về độ hát thì tất cả những con này thì chép, hai con này gom là chép thì giải chép nó rất là cao, rất là hỗn. Nhưng mà riêng với Bo họ kiểu họ làm ra những sản phẩm quốc dân các bạn, có thể là ai nghe cũng được, trẻ già lớn bé, nói chung là nó hơi quốc dân tí xíu. Còn hai con này thì nó sẽ đi theo hơn một trường phái biết chơi, có tính chất đặc thù hơn một tí xíu dành cho những khách hàng biết chơi. Đó, ok. Như vậy mình tổng kết lại thì nếu mà nói về giải chép thì Vũ sẽ đánh giá cho con này là nhất, nhị, tam. Ba củ các bạn ha. Còn đối với khách hàng mà nghe nhạc trung tính á thì chọn giải chép mà nghe vừa tai á mà không mang tính chất đặc thù thì các bạn nên chọn Bo nha, không nên chọn LD. Còn nếu mà để về hát và chơi được bao gồm live band thì mọi thứ luôn, chơi được đa hệ á thì LD nó là một cửa giữa. Tại vì biết sao không bạn, một cái hay như thế này nè là nó về bay đi, thì hiện tại á là cái ông LD này nè là ổng ở một cái chất âm trung tính, hầu như là LD nó nằm ở trung tính. Trung tính là sao bạn? Trung tính là nó đang cái chất nó vẫn giữ và cái line nó bù trừ cái ưu nhược điểm. Cái con này nó sẽ thiên về line rất là nhiều, nhưng mà con này cũng đánh line được nhưng nó sẽ không thiên về đẹp tiếng và nó tròn trịa 100% giống như con này nếu mà chúng ta chơi live band, ví dụ vậy. Nhưng mà nó con này thì vẫn chơi live band, nếu mà chơi live band thì con này chơi vẫn phê hơn so với combo các bạn. Đó, nó chơi phê hơn combo nha. LD vẫn chơi phê hơn combo, nhưng mà nếu mà nói về nghe nhạc mà nhẹ nhàng với tiếng bass sâu, boro mà dịu tai thì combo nó sẽ có phần lợi thế về phần nghe thôi. Lợi thế về phần nghe nha các bạn ha. Đó, thì thật ra mỗi con có mỗi ưu và mỗi cái nhược điểm khác nhau. Thì quan trọng là khách hàng và các bạn khi mà chúng ta đi mua một sản phẩm nào đó, chúng ta phải am hiểu đầu tiên. Cái am hiểu các bạn không phải am hiểu sản phẩm, mà cái am hiểu đầu tiên là am hiểu được cái nhu cầu của mình. Và mình am hiểu được cái nhu cầu của mình, sau đó mình mới chọn một sản phẩm phù hợp. Cách mà nhận biết rất là dễ là khi mà chúng ta mua sản phẩm về mà chúng ta hứng, chúng ta hát nó thường xuyên, chúng ta rủ bạn bè đến chơi thường xuyên, nghe đi nghe nhiều và xài thường xuyên trong quá trình mình sử dụng nó, đồng nghĩa các bạn là mua đúng nhu cầu. Còn nếu chúng ta mua, nó có thể là các bạn mua lo quá xịn đi hoặc là xịn hơn cái nhu cầu của mình, nhưng thực chất khi mà về nhà dùng chúng ta lại không khớp với là cái nhu cầu thì cái thời gian các bạn sử dụng nó sẽ ít đi rất là nhiều. Nói chung là nó chưa xây được cái sự thích thú cũng như cái cầu của mình để cho mình xài được cái loa đó.
Đó là cái Vũ chia sẻ các bạn cách để bạn nhận biết là mua cái lon nó đúng hay không. Đó. Ok. Video như vậy là Vũ đã chia sẻ các bạn sơ là cái video mình tập trung nói về giải âm, ba giải âm để cho các bạn xem kinh cũng như là khách hàng mà đang tìm hiểu những dòng column. Thì đây là ba ông top ở thị trường rồi các bạn. Đó, ba ông top ở thị trường rồi. Thì các bạn lựa chọn làm sao cho nó đúng nhu cầu của mình thôi. Còn Vũ là chỉ chia sẻ những quan điểm, những đánh giá mang tính chất các bạn có thể tham khảo. Các bạn có thể tin hoặc là không tin thì tùy, tại vì các bạn được quyền nghe trực tiếp ba con này. Thì hiện tại Vũ luôn luôn sẵn sàng các bạn nghe thử, thì các bạn nghe nó đẹp tai của mình. Tại vì các bạn mua là các bạn không phải mua cho Vũ, mà các bạn mua là các bạn mua cho chính đôi tai của các bạn. Thì cái nào mang lại cái sự hợp tai của các bạn, hoặc là bạn tin cái sản phẩm nào nhất thì bạn chọn sản phẩm đó thôi. Ok. Ok, nếu video chia sẻ Vũ hôm nay mà các bạn thấy nó bổ ích, nó hay thì đừng quên cho Vũ một like, thì Vũ để có động lực làm nhiều video hơn cho các bạn cùng xem, cũng như chia sẻ những cái nội dung, những cái giá trị tốt cho khách hàng cũng như là người mua hàng, và đưa đến các bạn những cái sản phẩm chất lượng, những sản phẩm được lựa chọn, chọn lọc để giới thiệu đến các bạn. Còn video kế tiếp thì Vũ sẽ nói các bạn sâu hơn về cũng là ba cái column này, nhưng mà nói về cái hạng mục ứng dụng. Hôm nay là video nói về hạng mục âm thanh, chất âm, và còn video sau là hạng mục ứng dụng. Tại vì sau chất âm đó nó sẽ còn ứng dụng theo từng nhu cầu của bạn, con này như thế nào về mặt bo mạch ở mixer phía sau, và giờ cái lợi thế và ưu điểm của nó. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.